Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi đi rừng thì gặp cái dây này. Dây này thì thường được người dân tộc Tày ở đây ấy, là đem về đun nước uống thay nước chè hàng ngày nhé. Đây này. Đặc điểm của nó là cái dây lúc còn nhỏ của nó là có hình vuông nhá. Này, cạnh rõ ràng luôn này, có các cạnh rất là rõ ràng này. Đấy. Lá nó đây. Lá rất là đối xứng nhau. Có các cái móc này. Có các cái móc câu này. Đây. Móc câu giữa các đốt này. Ở các cái cành nhỏ nhỏ này. Đấy. Lá nó thì cũng nhỏ thôi. Tầm 3 cm ấy. Lá hình trứng, đuôi lá nhọn. To đúng khoảng tầm quả trứng luôn. 3 đến 4 cm, dài 5 đến 6 cm. Lá kép. Cây nó thì lúc nó già đi nó thế này đây, nó tròn. Nó là một dạng dây nhá, dây hóa gỗ. Đấy, lúc nó chết khô đi là nó như cây củi, cây gỗ mình thôi. Nó là dạng dây hóa gỗ nhá. Này. Leo lên rất là cao. Lên mãi trên kìa. Đấy. Thì cây này mình cũng không biết tên đâu. Chỉ thấy bà con ở đây đem về dùng vậy thôi. Mình cũng quên không hỏi xem tên tiếng Tày nó là gì. Còn tiếng Kinh thì mình không biết tên đâu. Đấy. Nó mọc hoang trên rừng. Ở trong rừng già. Xem ở trong nhá. Trong nó có gì, mình chỉ bập một ít thôi. Đây. Xem có mùi không. Cũng không có mùi gì đặc biệt. Bập ra màu nó hơi ngả sang màu hồng. Hơi ngả sang thôi nhá, chứ nhìn qua thấy nó trắng trắng. Ngả sang màu hơi hồng hồng. Đấy. Đấy, thì bạn nào biết tên cây này thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và nếu như biết thêm những tác dụng gì thì các bạn để lại bình luận bên dưới nhé. Mình thì mình thấy bà con đây đem về đun nước uống thay nước chè hàng ngày. Với tác dụng là bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.